Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ sáu, ai cũng sặc sỡ, nhất là Trung Tử Lưu. Nói vậy mà không biết bắt cỡ, người ta bên kia vậy mà không nói. Ông trước khi giới thiệu, nhưng mà có một cô kém sặc sỡ hơn, nhưng mà rất là dễ thương. Thưa quý vị, đây là một người em của Trung Tử Lưu mà phải nói rằng cô rất là tài năng. Trung Tử Lưu kêu là một người, coi như là một cô là một MC, một sứ ngôn viên truyền hình, truyền thanh. Và đặc biệt nữa là cô có một giọng hát mà Trung Tử Lưu thấy rất là hay và rất là mê. Trung Tử Lưu cứ gặp cổ là nói, tại sao em không làm ca sĩ, tại sao em không làm ca sĩ. Thưa quý vị, đó là nữ MC ca sĩ Thúy Anh. Dạ vâng. Cảm ơn những lời giới thiệu của anh. Và Thúy Anh xin thân mến kính chào tất cả các quý vị đang theo dõi chương trình Chuyện Phố Phường của tất cả các anh chị. Rất là vui, rất là dễ thương. Và em rất là hân hạnh bữa nay em được tham gia chung với các anh chị. Dạ. Em lấy tinh thần chưa? Dạ. Tại vì cái chuyện Phố Phường này dễ mất tinh thần. Em đâu có thấy mất gì đâu. Em thấy Thúy Anh cười rất là tươi nãy giờ. Đó, nhìn một cái làm mất tinh thần người ta. Đó, đây là khen. Đây là nhẹ nhàng nhưng mà rất chị là Linh mất ơi. Tinh thần. Chị Linh đừng có quên nhìn xuyên qua cái bông bụp rồi gắn trên cái da của Thúy Anh và nhìn về hướng kia. À, xin giới thiệu đến quý vị một nhân vật rất là quen thuộc với chúng tôi. Đó là nhạc sĩ Mai Trí Dũng. Ước diễn. Lâu cho em diễn. Lâu cho diễn lần chứ. Nhạc sĩ Mai Trí Dũng sao lại diễn vậy? Không phải là từ vì Thúy Anh. Thúy Anh vốn dĩ rất là dịu dàng. Đúng rồi. Nên có người muốn dịu dàng hơn nhưng mà vẫn lộ nét đăng tính như thường. Hôm nay mình thấy Thúy Anh cái mình khớp, mình giới thiệu nó có phần coi như là không có được. Không có được bình thường. Thấy đàn bà đẹp không? Cũng khớp là sao? Thấy đàn ông đẹp khớp, đàn bà đẹp cũng khớp là sao? Em mà cứ thấy cái gì đẹp là em đều thích hết đó chị. Nhưng mà em chị, đều em yêu em thích đẹp. Chị là người đẹp nè, em thấy em thích không? Em mê chị lắm. Ôi gì vậy? Ôi thích gớ vậy đó. Hai chị dẫn nhau đi đi, hai chị dẫn nhau đi. Em với Thúy Anh ngồi đây làm show này đi. Hai chúng em ngồi làm show này xong rồi hát. Đi. Ganh tị. Thưa quý vị ơi, bây giờ cho Trung Tử Lưu hỏi Thúy Anh câu đầu tiên là bây giờ anh hỏi, em phải trả lời trước tất cả quý khán thính giả. Dạ. Tại sao em hát hay thật là hay mà em không chịu đi hát? Không làm ca sĩ mà em lại suốt ngày ngồi nói trong radio, TV rồi này kia. Lại nói vô nỗi khó của người ta nữa. Em cái show này, cái show khuấy vào nỗi đau của người khác rồi. Nói đi em. Dạ vâng, thưa quý vị và các anh chị, thì đúng là mỗi người có một cái số. Em thì rất là mê hát từ bé. Nhưng mà chắc cái số em không được làm ca sĩ là bởi vì bố em không có cho. Cho nên em không có được sự hỗ trợ của ba mẹ. Nhưng mà không cho đến mức nào, đánh đập này kia không? Dạ không? Ngăn cấm như thế nào không hay là sao? Bố em không có đánh, nhưng bố em chỉ nói rằng là thôi hát là hương hoa đi con, bố thích con dạy học. Thế là từ bé bố em cứ bơm vô đầu em cái điều đó. Cho nên cuối cùng rồi thì em mê làm ca sĩ, nhưng mà cuối cùng lại dạy học. Xong rồi đến lúc qua Mỹ thì tự nhiên đẩy đưa, tự nhiên em đâu có biết cái công việc sứ ngôn viên là gì đâu. Nhưng mà tự nhiên chính bác Tô Văn Lai là người đã nghe được cái giọng của em, và bác là người khuyến khích em. Và bác Vũ Quang Ninh là tổng giám đốc. Hai người, dạ vâng. Yeah, so em nói đây thì em phải nhớ đến hai vị giáo sư mà em rất là kính trọng. Dạ vâng. Cảm ơn anh hỏi em câu này. Tới giờ anh thấy em á là lát nữa chú quý vị sẽ nghe. Thôi bây giờ đó, trước mắt á, bây giờ trước khi anh vô một cái quảng cáo nó phải có một cái gì chứ không thôi là quảng cáo hơi kỳ. Bây giờ anh biết em á có khả năng không những là chỉ hát mà hò nữa. Bây giờ thôi bây giờ em biểu diễn hò ba thứ tiếng đi. Hò ba thứ tiếng. Wow. Lát những cái bài hát của em cũng có hò phải không? Dạ. Hò sẽ tiếng gì? Đó là mình sẽ ngâm tiếng Bắc thì giờ bây giờ sẽ tiếng hò. Nam tiếng Trung đi, hò tiếng rồi. Nam Trung đi. Dạ vâng. Đó. Hò chiếc cục đá nó lăn nghiêng lăn ngửa, tôi thò tay khéo sửa chiếc cục đá nó lăn đứng, tôi thấy chưa có xứng, tôi sửa chiếc cục đá nó lăn nghiêng, tôi thấy chưa có duyên, tôi sửa chiếc cục đá nó lăn xéo, tôi thấy chưa có đẹp, tôi sửa chiếc cục đá nó lăn à. Hay quá, trời ơi, riêng duyên làm giống Thị Hến. Thị Anh ngâm tiếng Trung đi. Rất là duyên dáng ha. Rồi ngâm tiếng Trung đi, ngâm tiếng Trung đi. Và bây giờ là một câu hò mãi đầy, Thủy Anh mời quý vị cùng thưởng thức. À.
sông Hương Giang chạy thường không cạn. Đầy Hương Giang à, lông bóng nhàn mây tơ hỡi người tri kỷ có hay, chỉ riêng em lòng nhớ lòng nhớ đến người xa xăm. Wow, trời ơi, nghe buồn mang mát vậy, nghe mang mát đến nỗi tôi tưởng tôi đi trên sông Hương. Em ngâm ba thứ tiếng phải không? Lưu lúa bị tài hát bắt chước mà dương rất là hay. Nếu mà thôi, thôi chị thử đi thử đi làm luôn đi anh, từ đó tôi yêu cầu Không, em không sợ quê mà anh sợ bị la đó. Bị gì? Bị do anh Minh Dương. Minh Dương thì em hát giống anh thích. Không, có nhiều người coi như là giả giọng này giọng kia mà. Đúng rồi. Không, không, không. Mà mỗi lần tự nhiên em giả giọng chị chàng thầy la như thế, tầm ói quá, tầm ói quá. Nên thôi, đừng có để khán giả ói. Rồi bây giờ Trung Tử Lưu sẽ bước vào chương trình với phần giới thiệu các cơ sở thương mại đầu tiên để bảo trợ cho chương trình ngày hôm nay nha quý vị. Quý vị lát nữa sẽ nghe Thúy Anh hát nữa. Bây giờ là chỉ mới ngâm thơ rồi đó, chỉ mới diễn ngâm thơ thôi. Thưa quý vị, đầu tiên là Trung tâm Thúy Nga với chị Mỹ Linh. Kính thưa quý vị, Trung tâm Thúy Nga với sản phẩm Sugar E Fucoidan là một sản phẩm có hàm lượng fucoidan cao nhất hiện nay, tăng cường sức khỏe và hệ thống miễn dịch trong cơ thể, chống lại sự lão hóa, tăng cường tuổi thọ, tăng cường chức năng gan thận, quân bình áp huyết, đặc biệt là giúp ngăn ngừa ung thư và phòng chống ung bướu. Có hai dạng, dạng viên và dạng nước, 250 đồng một hộp. Và sản phẩm thứ hai là Okinawa Corella rêu Nhật Bản Okinawa, công dụng dùng để cung cấp chất xanh và các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, giúp tẩy độc gan thận và máu, giúp đào thải các độc tố kim loại thủy ngân ra khỏi cơ thể, giúp thúc đẩy trẻ hóa tế bào da, làm sáng da, tăng cường hệ thống miễn nhiễm. Chúng ta có thể dùng từ 10 cho đến 15 viên mỗi ngày, 30 đồng một hộp thưa quý vị. Quý vị có thể gọi vào thuyengashop.com, tức là vào website, hoặc là gọi số phone đang hiện trên màn ảnh 7148945811. Ngoài ra Thúy Nga còn có nhiều sản phẩm bên trong nữa thưa quý vị. Tiếp theo xin giới thiệu đến quý vị công ty DMG James Arizona, đặc biệt với hai sản phẩm mà thôi. Đầu tiên là Masonite Arizona, đặc sản của Arizona, chỉ có Arizona có mà thôi. Nó cứng như kim cương và được giá kết lên tới 340 giá kết, nên nó sáng rỡ, sáng ngời, sáng lâu thưa quý vị. Và nó giá với giá là 500 Mỹ Kim 1 carat, 1.000, 2 carat, 2.000, 4 carat. Và quý vị nhớ rằng mua được bảo hiểm trọn đời. Ngoài ra quý vị cũng còn được tặng thêm một viên A5 đang thông dụng trên thị trường. Nếu quý vị dùng cái viên này để quý vị thấy những chiếc nhẫn Masonite Arizona đang hiện trên màn ảnh với vàng 18 carat kiểu dáng Italia với giá từ 2.500 trở lên. Nếu quý vị mua một chiếc nhẫn sẽ được tặng thêm 1 carat hoặc 2 carat kim cương láp thưa quý vị. Vậy kim cương láp là gì, nó có giá trị không? Thưa quý vị, kim cương láp chính là kim cương nhân tạo làm trong phòng thí nghiệm. Do mẹ hóa học đẻ ra, nó vẫn sáng, vẫn đẹp, vẫn ở nước DEF, VVS1, VS2, v.v. Không than, không bọt, rất là tuyệt vời và thử máy vẫn là kim cương. Nhưng giá nó chỉ rẻ bằng 1/10 của kim cương tự nhiên mà thôi. Quý vị có thể mua một chiếc nhẫn này, hoặc là quý vị có thể lấy cái nhẫn Masonite Arizona mà cái viên đó mà quý vị đã mua được bảo hiểm trọn đời đó, 1 carat, 2 carat, quý vị muốn đổi một viên Masonite, muốn đổi một viên kim cương láp thì quý vị sẽ được bù chỉ có 50% cái viên láp diamond mà thôi. Có nghĩa là thí dụ một viên kim cương 1.500, 1 carat 1.500, mà quý vị muốn mua cái viên này mà quý vị đổi bằng một cái viên láp diamond, láp Masonite Arizona 1 carat thì quý vị chỉ trả 750 cho DMG Gem mà thôi. Mời quý vị vào website DMG Gem YouTube Official để xem và xem các chương trình talk show, live show cũng như là tặng quà, game show vân vân, và gọi số điện thoại đang hiện trên màn ảnh, hoặc là quý vị có thể đến với Tân Tú Quỳnh với địa chỉ 9583 Bonsa Avenue để quý vị có thể xem hoặc là mua những viên Masonite Arizona và những viên láp. Nơi đây thì không có nhẫn cho quý vị, chị ở đây họ chỉ gửi diamond lab và Masonite viên mà thôi. Chị Lan. Trang Thanh Lan sẽ giới thiệu công ty xuất nhập cảng Thanh Lê Yến, đặc biệt giảm giá nhân các mùa lễ. Yến trắng 5 chữ A, hiệu sống vui, 250g, giá thường là 720 đồng. Hôm nay sale còn 540 đồng,
tặng đường, sâm và một gói táo đỏ. Nếu quý vị mua 5 hộp thì mỗi hộp chỉ có 520 đồng, vẫn có 5 phần quà tặng và một nồi điện để chiên yến. Nếu quý vị mua 10 hộp thì mỗi hộp chỉ có 510 đồng, vẫn có 10 phần quà tặng và 2 nồi điện để chiên yến. Đặt hàng xin gọi 714-418-9788, 714-418-9788 hoặc vào website theleyến.com. Theleyến, thương hiệu uy tín. Thưa quý vị nhớ là quý vị mà đặt cái lòng tin một nơi mà để quý vị có thể mua đó, thì chúng ta có thể mua những cái loại rất là đắt tiền như là yến hoặc là hát nhân sâm rồi đó. Thì quý vị có thể chọn ngay Thang Lê Yến là một nơi để chọn yến, là bởi vì đây là một nơi rất là uy tín mấy chục năm nay rồi. Và trong website còn nhiều cái chương trình khác cũng hấp dẫn lắm nha quý vị. Vào thangleyến.com. Bây giờ thì chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị công ty MV Heart. Thưa quý vị, đầu tiên của công ty MV Heart xin giới thiệu đến quý vị White Skin Haki Haki, đặc biệt đến từ New York. Đây là một loại rất là nổi tiếng đang bán trên mạng thưa quý vị, và đặc biệt nó làm cho trắng da rất là tuyệt vời, đồng thời chống nám, chống nhăn, chống nám và giúp chống đồi mồi, tàn nhang vân vân, và nó giúp chống viêm cho cơ thể nữa. Đặc biệt lắm, một hộp 150 đồng, mua 3 tặng 1, White Skin Haki Haki. Và sản phẩm tiếp theo của họ thưa quý vị đó là tế bào gốc nhau thai cừu và tổ yến. Hai cái sản phẩm này với hai thành phần của yến rất là tốt và nhau thai cừu, nó giúp với hơn 30 acid amin để giúp cho quý vị vừa trẻ đẹp vừa bổ thai, những vị có thai đó, những phụ nữ có thai dùng để bổ thai nhi. Rồi ngoài ra thì quý vị còn dùng để cho da đẹp, phổi tốt và nhiều tác dụng khác nữa. Đây là một loại rất là giá trị với hai cái loại nổi tiếng, đó là tế bào gốc nhau thai cừu và tổ yến, với giá là 100 đồng một chai và mua 3 tặng 1. Một sản phẩm nữa của họ thưa quý vị đó là NMN. Quý vị cũng biết rồi, NMN chúng tôi giới thiệu mỗi ngày cho quý vị. Đây là đặc biệt, NMN là một khám phá của Nhật Bản. Nó là một cái chất mà nó phá vỡ các tế bào thông thường của trên cơ thể con người để nó giúp cho chúng ta làm gì? Kéo dài tuổi thọ, kéo dài tuổi xuân. Phụ nữ thì sẽ trẻ mãi và người đàn ông thì cũng sống mạnh khỏe hơn và thọ hơn thưa quý vị. Đó là NMN kéo dài tuổi thọ, kéo dài tuổi xuân. Mà rất là đặc biệt là ngoài ra nó còn giúp cho những người cao mỡ, cao máu, tiểu đường đều cải thiện được rất là nhiều, cũng như là những người bị béo phì, ngăn chặn béo phì vân vân, và còn nhiều tác dụng khác mà NMN có thể giúp cho cơ thể quý vị. Mai mốt quý vị sẽ thấy NMN đây là một cái sản phẩm của Nhật Bản, và mai mốt những cái chất này sẽ được đưa vào Focodan, đưa vào đông trùng hạ thảo vân vân để tăng cường sức khỏe của chúng ta. Và những cái chai này ngày xưa là 700 cho tới 1.500 một chai thưa quý vị, bây giờ với công nghệ mà cái thành phần mà gọi là cái công nghệ, cái bằng sáng chế đã được bán rộng rãi ra, nên NMN Nhật Bản của chúng tôi chỉ có giá 120 đồng mà thôi. 60 viên uống được 1 tháng và mua 3 tặng 1. Quý vị có thể gọi số phone hiện trên màn ảnh. Quý vị nhớ nhé, NMN mua 3 tặng 1 với số phone hiện trên màn ảnh. Và quý vị đó là số phone để quý vị làm đại lý. Còn quý vị muốn mua trên khắp các tiểu bang và mua tại Tân Tú Quỳnh thì đến Tân Tú Quỳnh, chúng tôi đại diện phát hành toàn nước Mỹ luôn và khắp thế giới luôn. Quý vị có thể vào bên phía Nga, Paris, Canada cũng có những sản phẩm này. Vào website tântúquỳnh.com hoặc gọi cho chúng tôi. Bây giờ thì chúng tôi luôn sẽ giới thiệu đến quý vị một cái chương trình gọi là Quang Lê Tour. Và thưa quý vị, xin giới thiệu đến quý vị tour Quang Lê. Tour đầu tiên phải nói là mùa thu Nhật Bản và Hàn Quốc. Đây là một tour du lịch từ 24 tháng 10 năm 2024 đến 5 tháng 11 năm 2024. Khởi hành từ Los Angeles với Quang Lê và nữ ca sĩ Hà Thanh Xuân. Tour này sẽ đi đến sân bay Narita của Nhật Bản, và tại Nhật Bản thì ngủ 5 đêm, đi cùng cung đường vàng về, và ở Hàn Quốc thì đoàn tham quan và ngủ lại 4 đêm để quý vị trải nghiệm tắm hơi Jim Jibang, xem show đầu bếp nổi tiếng Nanta Show, xem show về tranh ăn các món kiểu Hàn Quốc và món kim chi nổi tiếng, cũng như là nhiều quý vị có thể đến mua nhân sâm mỹ phẩm và các sản phẩm về sức khỏe. Mà quý vị không mua ở Tân Tú Quỳnh thì quý vị có thể đi tour này mua này quý vị, cũng là tại Hàn Quốc, rất là đặc biệt. Đoàn có ca sĩ Quang Lê tháp trùm suốt hành trình, có xướng hướng dẫn viên tiếng Việt suốt tuyến tại Hàn Quốc. Quý vị có thể liên lạc với hai số phone 714-749-7896 và 714-299-6687 thưa quý vị. Công ty Quang Lê LCC ngoài cái tour này còn giới thiệu đến quý vị một cái tour nữa. Tour này phải gọi là tour châu Âu thưa quý vị. Tour châu Âu sẽ được tổ chức từ ngày 6 tháng 11 cho đến ngày 16 tháng 11, có nghĩa là 11 ngày 10 đêm. Tour du thuyền châu Âu nha quý vị.
Tour du thuyền châu Âu tháng 11 mùa thu lá đỏ do công ty Quang Lê tổ chức khởi hành như vậy. Và lịch trình bay từ Los Angeles hoặc tiểu bang quý vị đang ở đến Paris. Chúng ta sẽ thăm qua 2 ngày ở nước Pháp, sau đó lên du thuyền tham quan các quốc gia Ý và Tây Ban Nha. Điểm nổi bật của tour châu Âu là ca sĩ Quang Lê sẽ tháp tùng cùng quý vị trên chuyến hải trình 10 ngày đêm. Có hướng dẫn viên người Việt Nam đưa đoàn mình đi tham quan các quần đảo như Geneva, Sorrento, Rome, tham quan Rome, cung điện Đức Giáo Hoàng đang sinh sống ở Vatican, đến thăm Barcelona, xứ sở bóng đá kiến trúc cổ kính, xem live show Quang Lê và Như Quỳnh trên du thuyền 5 sao, mua sắm miễn thuế tại Pháp tháng 11 mùa thu châu Âu, nơi nhạc sĩ Lam Phương đã cho ra đời rất nhiều ca khúc mùa thu lãng mạn lẫn những con món gà đen đặc sản của châu Phi tại Pháp. Quang Lê và Như Quỳnh mong gặp lại quý vị trên du thuyền này. Xin hãy gọi hotline với hai số phone hiện trên màn ảnh nha quý vị. Quý vị nhớ rằng hai số phone hiện trên màn ảnh 714-749-7896 và 714-299-6687. Mời quý vị đến hai tour du lịch của Quang Lê tổ chức vào tháng 10 và tháng 11. Bây giờ chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị tiếp tục một công ty mang tên SK của Nhật Bản. Thưa quý vị, SK của Nhật Bản xin giới thiệu hôm nay đến quý vị là sản phẩm gọi là hair và conditioner và shampoo. Thưa quý vị, đây là sản phẩm của Nhật Bản giúp cho quý vị đàn ông lẫn đàn bà tóc chắc, tóc khỏe, tóc không gầu, tóc bóng mượt lại, tóc mềm lại và tóc không bị rụng. Đó là những sản phẩm của Nhật Bản, công ty SK. Thưa quý vị, ngoài ra họ còn có cái hair mask để giúp cho quý vị tóc những người nào bị rối, bị gãy, bị khô vì nhuộm tẩy quá nhiều thì quý vị có thể dùng cái hair mask sức lên đầu thì tóc sẽ bóng mượt lại như xưa. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi vẫn đang có chương trình là mua trên 150 đồng được tặng một hộp Food Peel Mask để giúp cho quý vị nứt chân khô, chân lở chân. Thì quý vị ngâm trong đôi vớ này, mua trên 150 đồng của hãng đó. Thưa quý vị, rồi chúng tôi cũng có về cái chai eye cream để giúp cho mắt quý vị thâm quầng, mắt quý vị bị bọng, mắt quý vị bị nhăn, có thể dùng loại này. Và chúng tôi cũng có hai loại nữa, đó là collagen chống nắng, chống nám, chống nhăn, chống nhờn và collagen trị nám, trị đồ mồi, trị tàn nhang. Tất cả đều có tại công ty của anh Scott. Thưa quý vị, quý vị có thể liên lạc với anh Scott ở số điện thoại đang hiện trên màn ảnh và vào website để chúng ta làm đại lý, bởi vì anh vẫn cần thêm đại lý trên 52 tiểu bang. SK Vision có mặt hầu hết tại các khu chợ tại miền Nam California, và đặc biệt quý vị muốn mua tại các tiểu bang mua lẻ hoặc là trên thế giới muốn mua thì xin gọi cho Tân Tú Quỳnh hoặc vào website order tantuquinh.com hoặc là gọi số điện thoại 7146127309. Bây giờ thì xin mời chị Mỹ Linh hát. Hôm nay Mỹ Linh sẽ trình bày một bài hát ngoại quốc lời Việt của nhạc sĩ Phạm Duy. Bài hát mang tên Trái tim còn trinh. Năm tôi đang mơ mộng tóc xanh, một ngày tươi sáng yêu thương vô vàn trắng tinh. Ta yêu cuộc sống, yêu người, yêu mình, yêu ai gần gũi, yêu người xa vắng mong manh. Trái tim còn trinh, rồi tình yêu đó, tình yêu nguyện vẹn tiết trinh, tình yêu man mác men yêu không ngừng đắm say. Yêu không cần biết ai người yêu mình, ai hay hờn dỗi hay là ai đã coi khinh. Mỗi tình còn trinh, này hỡi con tim xinh xinh, vì yêu quá nên tim lao đao gập ghềnh. Rồi có đau thương một mình thì đành con tim nhớ nhớ thương thương lênh đênh. Này hỡi con tim con, vì yêu đương quá nên tim xanh xao gầy con. Rồi có đau thương mỏi mòn nhưng tim trắng trinh như ngày trái tim xanh non. Rồi đời sẽ cuốn đời đi vô tận khắp nơi,
một đời tăm tối hay bao tưng bừng mãi thôi. Ta yêu cuộc sống, yêu người yêu mình, yêu ai gần gũi, yêu người xa vắng mong manh. Trái tim còn chính, rồi tình yêu đó, tình yêu nguyện vẹn tiến trình, tình yêu man mác men yêu không ngừng đắm say. Yêu không cần biết ai người yêu mình, ai hay hơn dỗi hay là ai đã coi khinh. Mỗi tình còn chính. Này hỡi con tim xinh xinh, vì yêu quá nên tim lao đao gặp gành, rồi có đau thương một mình thì đành con tim nhớ nhớ thương thương lênh đênh. Này hỡi con tim con, vì yêu đương quá nên tim xanh xao gầy con, rồi có đau thương mỏi mòn, nhưng tim trắng trinh như ngày trái tim xanh non. Rồi đời sẽ cuốn đời đi vô tận khắp nơi, một đời tăm tối hay bao tưng bừng mãi thôi. Ta yêu cuộc sống, yêu người yêu mình, yêu ai gần gũi, yêu người xa vắng mong manh. Trái tim còn chính. Người giữ tình yêu nguyện vẹn tiết trinh, tình yêu man mác men yêu không ngừng đắm say. Yêu không cần biết ai người yêu mình, ai hay hơn dỗi hay là ai đã coi khinh. Mỗi tình còn chính. Yêu không cần biết ai người yêu mình, ai hay hơn dỗi hay là ai đã coi khinh. Mỗi tình còn trinh. Hay, thiệt không Linh? Thiệt không? Đã nói là trái tim còn trinh mà. Chị hát cái mắt cái chuyện ngượng ngùng mà nó trơ đơ ra vô cùng giả luôn vậy đó. Ta nói mà tự nhiên hát cái gì cái chữ trinh là coi như là thấy nó kỳ. Con chinh cái gì nhỏ lại phải không chị? Nhỏ xíu không? Em nói cho chị nghe đó, khi mà chị yêu một cách không tính toán tức là nó trinh nguyên, đúng không? Không. Không phải thôi. Thưa quý vị, trước khi nghe Thúy Anh hát, chúng tôi luôn xin giới thiệu đến quý vị các cơ sở thương mại tiếp theo bảo trợ cho chương trình ngày hôm nay. Đó là thưa quý vị công ty Ken Collector Food. Ngày hôm nay chúng tôi luôn giới thiệu đến quý vị đặc biệt đông trùng hạ thảo màu đen. Không nơi nào có, chỉ có chúng tôi mới có đông trùng hạ thảo đen. Đó là gì thưa quý vị? Đó là nước đông trùng hạ thảo đen được tinh luyện để cho quý vị ba số khác nhau, để giúp cho quý vị hỗ trợ cho ba bệnh khác nhau. Đầu tiên số 1, một hộp có 6 chai, mỗi chai 100ml. Đông trùng hạ thảo đen số 1 có thể xài được 90 ngày thưa quý vị. Và 1, 2, 3 đều giá 360 đồng một hộp hết thưa quý vị. Để giúp cho quý vị những người bị chứng trẻ em nè, ăn chậm lớn nè, ăn nhiều mà chậm lớn. Thứ hai là chúng ta bị thiếu máu, những người đứng lên xây sẫm mặt mày quay mòng. Thứ ba là những người lớn tuổi hoặc là những thanh niên không có sức lực, bị mất sức vì không có đủ dưỡng chất hoặc là không có sức lực đó, thì chúng ta lại dùng loại số 1 để bồi dưỡng tăng cường sức lực vô cùng. Loại số 2 thưa quý vị dành cho những người bị yếu thận, dành cho nam và nữ uống để cho bổ thận, tỳ vị phế vân vân, và giúp cho quý vị tăng cường sức mạnh sinh lý, hạnh phúc gia đình sẽ được tăng lên với loại số 2, và ai đã dùng qua đều rất là thích vì hiệu quả của nó. Loại số 3 thưa quý vị đặc biệt hơn dành cho những người bị ung thư. Khi bị ung thư chúng ta cần phải xạ trị, hóa trị và chúng ta sẽ rất là đau đớn, cũng như là mất sức khỏe, mất đến nỗi mà nó đau đến nỗi mà không ăn, không uống, không ngủ được luôn. Làm sao chúng ta có loại số 3, quý vị dùng loại số 3 vô, quý vị cơ thể sẽ tăng cường sức khỏe vô cùng để cho quý vị có thể ăn uống lại được và có thể bồi dưỡng sức khỏe để chúng ta tiếp tục những đợt xạ trị và có một cái tinh thần sảng khoái để chống chọi lại ung thư. Là một thứ mà tinh thần nó rất là quan trọng trong những người bị mắc căn bệnh này.
Và ba loại này tất cả đều có tại Tân Tú Quỳnh, là đại diện phát hành cho công ty Ken Colorado Food, với số điện thoại 7146127309, hoặc quý vị có thể vào thuyenashop.com để mua những sản phẩm này ở bên Canada, hoặc vào website tantuquynh.com để order nha quý vị. Thúy Nga Shop bên Canada chứ không phải là thuyenashop.com. Thúy Nga Shop ở Canada. Ở Việt Nam chúng tôi sẽ gửi về cho quý vị. Bây giờ mời chị Trang Thanh Lan. Trang Thanh Lan sẽ giới thiệu công ty Liên Phạm, đặc sản quê nhà, chiêu sĩ và lẻ tất cả các mặt hàng đặc sản của Việt Nam như cá tươi, cá mục nắng, các loại mắm đủ các vùng miền. Gần 500 món hàng đều có sẵn tại cửa hàng của Liên Phạm để phục vụ bà con kiều bào tại Mỹ. Liên Phạm luôn cam kết chất lượng sản phẩm lên hàng đầu, nhận ship tất cả các tiểu bang toàn nước Mỹ, luôn có chương trình khuyến mãi khi khách hàng tới mua tại tiệm. Mọi thông tin xin liên lạc 714-453-7777, 714-453-7777, địa chỉ 10495 Boss Avenue, suite 105, Westminster, California 92683, nằm trong khu Phở Thịnh và Hảo Vị BBQ. Liên Phạm kính mời. Nếu mà Thúy Anh muốn biết Liên Phạm bán như thế nào, Thúy Anh về website www.lienphạm1.com. Yeah. Bạn vô đó em coi rồi em sẽ thấy là bán tất cả những đồ ăn, thức uống mà mình không cần phải tay sách tách mang từ Việt Nam. Mắm chưng ngon vô kể, chưng ở đây luôn. Nha. Yeah. Mắm ruốc xào thịt ba chỉ cũng, ba rọi cũng là ngon nhất ở đây, làm ở đây luôn. Tức và đặc biệt là xôi bắp ở Việt Nam mà đem về đây ăn vẫn tươi ngon như thường. Wow. Với lá chuối đàng hoàng nha. Yeah. Thơm rồi, lắm, thơm ngon. Cá lắm. Tươi, cá lóc đồng, cá lóc đồng, cá rô đồng tươi, cá trê, cá phi, cá kèo, cá dứa tất cả luôn. Cá dứa một nắng luôn. À, một nắng. Mà có mấy cái loại nấm khô, nấm rơm rất ngon. Có bông đu đũa, bông sù đũa, bông biên điển, tất cả đều có hết. Nấm hương, nha. Nấm mối. Đây, đây có nhận EBT, có nghĩa là nhận food stamp đó nha quý vị. Và một nơi nữa nhận food stamp mà chúng tôi luôn vẫn đến ăn hàng ngày nhưng mà không trả food stamp, trả cash. Đó là Lan Anh Kitchen. Lan Anh Kitchen ngày hôm qua làm cho em là canh chua với lại rau muống xào chao với lại thịt sườn nướng. Trời sao đã vậy? Trời ơi. Lan Anh Kitchen ở số 6944 Westminster Boulevard. Ở đây có bán phở, mì Quảng Văn Thiết, bánh canh tôm cua, cơm sườn, cơm gà, roti, bún riêu. À, rất là nhiều những cái món ngon quý vị. Đó là những món chính, còn những cái món khai vị như là bánh mì chả Hà Nội, cánh gà chiên nước mắm, rồi tôm mực chiên bột rồi kia, rất là nhiều quý vị. Có nem nướng tự cuốn nè, bánh xèo, bánh khọt, bún bò Huế. Món mới là bò lá lốt, bò nướng lá lốt ngon lắm, bún lá lốt mà quấn bánh tráng ăn với bún ngon vô cùng. Ở đây cái miếng bánh lá lốt nó quấn thơm ăn ngon vô cùng luôn. Vậy hả? À, hả? Rồi chả giò tôm cua đặc biệt, rồi quý vị thấy là cuốn nhíp bằng cải đó, rồi chúng ta có rất là nhiều món khác như củ hủ dừa, gỏi củ hủ dừa, hay là gỏi rau má tôm chua, nem chua cũng là một món lạ. Đồng thời có đu đủ khô bò và gà lên mâm ở đây tuyệt vời luôn. Wow. Nên có rất là nhiều món, quý vị có thể đến đây ăn hàng trăm món khác nhau luôn. Đói bụng quá. À, quý vị có thể đặt tiệc, có thể gọi số phone đặc biệt trên màn ảnh nhé. Và quý vị nhớ rằng ở đây đó là quý vị đi từ dưới đường Beach chạy lên đó, qua khỏi đường Golden West đó, nhìn bên trái nó có tiệm Pop Pie, quý vị quẹo vô. Rồi chị Linh giới thiệu tiếp chè đi. Ở đây đó, tự vì cô chủ quán này là cái người mà được cái giải thưởng về chè đó. Cổ thi cũng được giải thưởng về chè, cho nên cổ bán chè rất là ngon. Mà trong này có nhiều chè lắm, chè khoai môn, chè bắp nè, rồi có thạch dừa, bánh lọt nữa. Rồi đây có bánh da lợn, đồ này kia cũng rất là ngon luôn đó quý vị. Quý vị có thể đặt tiệc theo số phone đó nha. Mở cửa 7 ngày từ 8 giờ sáng tới 8 giờ tối, và chỉ có ngày Chủ nhật là đóng cửa lúc 5 giờ chiều. Rất là tiện cho quý vị đến ăn. Và thưa quý vị, tiếp theo xin giới thiệu đến quý vị công ty Việt Face More, công ty nhà của chúng tôi, với những sản phẩm như sau. Trước hết là tinh dầu thông đỏ. Đây là được chiết xuất 100% từ lá của cây thông đỏ có tuổi thọ trên 100 năm, tác dụng đánh tan mỡ máu, gan nhiễm mỡ, giảm lượng cholesterol trong máu, giúp điều chỉnh cân bằng huyết áp, hỗ trợ chức năng miễn dịch, làm giảm các triệu chứng cảm lạnh, viêm xoang, hen suyễn và cúm, thải độc thanh lọc cơ thể, giúp đẹp da, chống lão hóa, điều trị các chứng đau đầu, viêm thần kinh tọa. Đây là sản phẩm của hãng Samsung với giá 210 đồng. Samsung Hàn Quốc nha quý vị. Sản phẩm thứ hai cũng của Hàn Quốc rất là nổi tiếng hiện nay, đó là probiotic bổ đường tiêu hóa. Đường tiêu hóa của quý vị có rất là nhiều vi khuẩn, hàng tỷ con vi khuẩn tốt lẫn con vi khuẩn xấu, và những con vi khuẩn xấu áp đảo thì sẽ gây cho chúng ta những căn bệnh về đường tiêu hóa rất là nghiêm trọng. Vì vậy chúng ta phải dùng probiotic Hyzen của Hàn Quốc thưa quý vị, giúp ngăn ngừa viêm đường ruột, nhiễm trùng đường tiết niệu, giúp ngăn ngừa tiêu chảy do chứng không dung nạp đường lactose, giúp ngăn chặn chứng trào ngược axit từ dạ dày, giúp thải độc tố, cải thiện chức năng gan, cải thiện làn da, giảm béo phì, báo bụng, giảm cholesterol, giúp ức chế tế bào gây ung thư dạ dày, trực tràng, bàng quang, tuyến tụy, giúp giảm dị ứng trong thân thể. 150 đồng một hộp, 150 đồng một hộp. Tiếp theo một sản phẩm của họ nữa, đó là sản phẩm Hoàng Bổ Đáng 60 viên hiệu hai con phượng.
hộp gỗ thưa quý vị, hiệu Hai Con Phượng rất là đẹp, trong đây có 60 viên thưa quý vị, chị Mỹ Linh đang cầm đó. Rồi, quý vị thấy là cái hộp này nó sẽ giúp cho quý vị dùng để ngăn ngừa đột quỵ và giúp cho quý vị bị chóng mặt, nhức đầu, rối loạn tiền đình, bị nhức coi như là thầm thông thương máu huyết, và quý vị có thể mang trong người 2-3 viên giống như là An Ngư Hoàng Cung. Và đây là loại 60 viên với giá 300 Mỹ Kim tại Việt Face More. Quý vị có thể gọi vào số phone đang hiện trên màn ảnh của Việt Face More và vào vietfacemore.net để mua. Chúng tôi có những sản phẩm này luôn luôn có. Tiếp theo của họ nữa là một cái công ty My E-Shopping cũng thuộc Việt Face More thưa quý vị. Sẽ giới thiệu cho quý vị chỉ có một sản phẩm duy nhất mà thôi. Đó là Esserchu, cái bộ mỹ phẩm Esserchu. Bộ mỹ phẩm này do 30 năm nghiên cứu của các trường đại học của Hàn Quốc, Seoul. Và thưa quý vị, bộ đầu tiên chúng tôi nói đến phải nói là bộ mà Esserchu 380, cái hiệu của nó là như vậy, với 6 chai tế bào gốc. Thưa quý vị, tế bào gốc ở đây làm bằng nhau, có cuốn rúng của trẻ em, cuốn rúng của trẻ em nha quý vị, và cùng với trứng cá hồi và cỏ hổ, trái sung, trà xanh, vân vân nhiều chất nữa, sẽ giúp cho quý vị phục hồi tái tạo làn da, giúp màu da trắng sáng để nhìn trẻ trung hơn, xe khích lỗ chân lông, nâng cơ kích thích sản sinh collagen để giúp da săn chắc lại, giúp da giữ độ ẩm, căng mọng. Cùng với nó là một loại Deep In Eye Cream 65 đồng một chai, sẽ giúp cho quý vị để quý vị có công nghệ lăn kim mà không cần phải dùng nữa, mà chúng ta có thể cà mặt nhẹ nhàng bằng vỏ san hô, giúp cho kem thấm vào da ngay lập tức, giữ ẩm cho da, truyền dinh dưỡng vào da trong lúc mình ngủ và giúp phục hồi da, tái tạo làn da. Và cùng với một sản phẩm nữa là Esserchu Booster Serum, loại này chỉ có 60 đồng thôi, giúp cho tỏa sáng làn da, nhìn làn da trong suốt mượt mà, hỗ trợ khai thác tái tạo tế bào của exosome, tăng cường collagen và giúp giữ ẩm cho da, giữ trang điểm mỹ phẩm trong ngày không bị nhờn da mặt. Cuối cùng của họ là một cái chai Snow Tone Up Cream, tức là kem dưỡng da ban ngày, giúp làn da trắng sáng hơn một bậc so với tông màu của mình, giúp cho xe khích lỗ chân lông, nâng cơ kích thích collagen để làn da được săn chắc, dùng thay thế kem lót trước khi trang điểm, giúp chúng ta không cần dùng mỹ phẩm make up nhiều quá. Quý vị có thể mua một bộ 385 đồng hoặc quý vị tự chọn từng món mua với hai số phone hiện trên màn ảnh. Quý vị lấy máy ảnh chụp nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ Thúy Anh. Dạ. Rồi dạ nghe ngoan ghê. Thúy Anh ơi, trước khi hát đó là chúng ta, thưa quý vị, kỳ này Thúy Anh hát, và nếu quý vị muốn nghe Thúy Anh hát bên ngoài đó thì chúng tôi luôn phải nói rằng có một cái show nhạc đặc biệt lắm vào ngày 28 tháng 7 này nè. Dạ. Tại miền Nam California ở chỗ Rose Center, phải không? Ở đường Westminster đó, khu Westminster đó thưa quý vị. Thì có một chương trình mà của ban nhạc của để kỷ niệm đó, kỷ niệm mấy chục năm của ban vũ Việt Cầm. Ban vũ Việt Cầm là một cái ban vũ mà do những anh Lương Vũ, ảnh là người chủ trì, ảnh khuyến khích những cái các em thiếu niên từ lúc nhỏ đó học múa những cái điệu múa dân tộc Việt Nam, và ảnh giữ cho các cháu lớn lên, và các cháu lớn lên rồi những người lớn sinh con đẻ cái rồi lại vô cái ban vũ này để hoạt động tiếp tục. Và cái ban vũ đó kỷ niệm mấy mươi năm thành lập đó, thì chúng tôi sẽ có một cái đêm đó. Trong đêm đó chúng tôi luôn cũng được mời hát và có Thúy Anh nữa thưa quý vị. Và tuần sau, thứ sáu tuần sau, chúng tôi sẽ mời anh Luân Vũ lên đây để giới thiệu chi tiết hơn cho quý vị về cái show Hương Việt số 5, tức là những Sense of Việt Nam, tức là những giai điệu múa của Việt Nam thưa quý vị. Và bây giờ thì Thúy Anh hát bài gì đây? Anh có một cái bài mà anh nghe nói Bích Phượng Hà Đỏ đó sáng tác những cái bài hay lắm, em hình như anh nghe nói là hôm nay em hát, nhưng mà anh không biết hát bài gì. Không cần. Sao em cứ nói. Dạ đi. Vâng. Thưa với quý vị, chị Hà Đỏ Bích Phượng, nhạc sĩ Hà Đỏ Bích Phượng có viết một số những bài tình ca, nhưng mà có một bài tình ca mà Thúy Anh rất là thích, đó là chị viết ca ngợi tình mẹ. Và ngày xưa thì chúng ta có câu nói là công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Chị dùng cái câu ca dao đó để chị viết thành ra một bài hát gọi là Dòng Sông Mẹ. Tình mẹ bao la như dòng sông, thưa quý vị. Thưa anh sẽ hát để kính tặng đến quý vị nhân dịp thưa anh tham gia chương trình Chuyện Phố Phường với lại các anh chị. Rồi, xin mời chị đứng lên đi. Dạ. Dòng sông dù đục dù trong, mẹ như gương sáng cho con soi mình. Giang tay
kết nối yêu thương. Mẹ như sông huyền nhiệm, muôn muôn đời bên con. Mẹ như sông huyền nhiệm, muôn đời bên con, và lúc nào mẹ cũng là tấm gương sáng cho con soi mình. Chị Lan chỉ lung linh, chị rớt nước mắt, bởi vì chị Lan chị rất là yêu mẹ chị. Mà chị là một người rất là, phải là mẹ mất lâu rồi, mà mỗi lần mà có ai mà hát mẹ là thấy chị dữ như vậy đó, nhưng mà rất là mềm yếu với mẹ hiền. Cái điều này là em yêu chị đó chị, là bởi vì chị rất là mềm yếu với mẹ hiền, mà chị cũng rất là quý mẹ của chúng tôi luôn nữa. Mỗi lần mà sinh nhật hay gì là chị tặng quà, chị thăm, chị hỏi, phải không? Một ca sĩ nổi tiếng mà hỏi đến mẹ của mình thì mình cũng hãnh diện lắm. Dạ.
Lan mà. Chị Lan, em đang ca ngợi chị. Chị đừng có phải vào. Em ca ngợi mà cái mặt em mỉa mai. Nhìn cái mặt em giả, giả trân luôn. Không hề nha. Em rất là vui khi mà em hát làm cho chị nhớ mẹ. Và em cũng cảm ơn đến nhạc sĩ Hạ Đò Bích Phượng. Chị viết bài này hay quá. Và đặc biệt là cảm ơn nhạc sĩ Mai Chí Dũng. Anh tập rất là mau. Anh tập một tài năng bạc triệu mà nó sao vậy? Dạ, rất là tuyệt vời. Cảm ơn anh rất là nhiều. Cũng nhân dịp này thì có một người khách ở tiểu bang ngày hôm qua đã nhắn với Trung Tiểu Lưu rằng cho chị, tên là chị là một phụ nữ cũng lớn tuổi rồi, cho chị chào Mai Tiến Dũng với một lời khen là Mai Trí Dũng quá dễ thương, quá hiền, quá dễ thương. Lời khen này rất là đúng thưa quý vị. Và chị nói là cho chị say hi với Mai Trí Dũng và một lời là đồng thời chị nói rằng trời ơi, cô Mỹ Linh sao cô hiền mà cô dễ thương quá, mà tôi thương cổ quá. Anh làm ơn anh nói là tôi hung cổ một cái luôn, tôi hung cổ một cái nha. Cái đó chứ, chị khen Mai Chí Dũng là đúng mà chị khen Mỹ Linh là sai. Chị Lan thấy sao chị Lan? Sai, em thấy rõ ràng không? Là khán giả khen chị Mỹ Linh là đúng rồi. Tại vì chị cảm ơn em rất nhiều. Em đã chứng kiến là chị không có dịu dàng của chị. Em đâu có vô. Em có... Là chị Lan chứ nó không vô lần thứ hai. Kỳ không sao. Sao rồi em, không nhưng kỳ sao đó em nhớ hát cho anh bài Đôi Mắt Người Sơn Tây nha. Em hát cái giọng em hát hay quá. Và thưa quý vị, bây giờ là chúng tôi luôn xin giới thiệu đến quý vị nhanh chóng những cơ sở thương mại còn lại đã bảo trợ cho chương trình ngày hôm nay. Hát Nhân Sâm, xin các chị cầm dùm Hát Nhân Sâm lên. Chị Lan nói Hát Nhân Sâm đen đó, chị đi Lan. Hát Nhân Sâm đối với Trang Thanh Lan là một cái bùa hộ mệnh đó quý vị. Mà cái Nhân Sâm với là cái Ân Ngu Hoàng Cung là hai cái món vật mà Trang Thanh Lan hay để trong người nhất. Như là nhất là nhân gì Hát Nhân Sâm này nè, Trang Thanh Lan mỗi sáng là uống một muỗng của cái hộp sâm này thì Trang Thanh Lan thấy khỏe. Yeah. Mà người nó ấm quá vậy, mùa đông mùa gì thấy người nó cũng ấm á, chứ là mùa này mùa hè này đó người mình cũng ấm luôn. Yeah. Ấm rồi mà chảy mồ hôi luôn. Thưa quý vị, Hát Nhân Sâm Wellground là dòng hát nhân sâm độc quyền của Tân Tú Quỳnh với ba thể loại của chúng tôi là sâm bột, sâm cao cốt và sâm nước. Chị Trang Thanh Lan thì uống sâm cao cốt. Mỹ Linh thì uống sâm cao cốt và sâm bột. Sâm bột. Chúng tôi thì chỉ có uống sâm nước thôi, là bởi vì có sâm nước đi chơi xách theo một gói mà uống một ngày rất là tiện thưa quý vị. Và chúng tôi Hát Nhân Sâm, tại sao phải dùng Hát Nhân Sâm? Thứ nhất là cao mỡ, cao máu, đau tim đều dùng được không ảnh hưởng. Thứ hai, càng già càng bệnh càng yếu, quý vị cần phải uống Hát Nhân Sâm, nó ngăn ngừa cúm A, ngăn ngừa ung thư, điều hòa tim mạch, tăng cường trí nhớ cho những người hay bị quên, và đặc biệt nữa là tăng cường sức lực. Quý vị đi máy bay xa cho mình cái năng lượng rất là nhiều, năng lượng ngay trong ngày luôn. Thưa quý vị, chỉ cần uống một chút xíu thôi là quý vị khỏe ngay trong ngày, chứ không cần phải gì phải đợi ngày mai ngày mốt, và chỉ cần thế. Anh muốn nói gì thì anh ta muốn nói thì cứ nói hoài. Bây giờ em mới hiểu tại sao anh Trung Tử Lưu anh làm việc quá chừng ngày đêm luôn. Và chắc là nhờ anh uống sâm cho nên em thấy đúng rồi, nào uống chứ không em. Trong đây là ba người đều uống. Tụi chị là ba đứa đều uống. Mấy năm nay tụi chị uống hết rồi. Nhớ rồi. Hay lắm. Và quý vị cũng thấy là Hát Nhân Sâm, chúng tôi có Hát Nhân Sâm cao cốt hiện tại đó. Bây giờ chúng tôi còn Hát Nhân Sâm cao cốt 3 hũ và 2 hũ hồng sâm bột nha quý vị. 3 hũ Hát Nhân Sâm cao cốt, cái hộp này 5 trong 1 với giá là 700 Mỹ Kim. Quý vị mua một hộp này, quý vị được tặng một cái hộp Hát Nhân Sâm tẩm mật ong với 100 miếng lớn, trị giá 150 Mỹ Kim. Coi như là cái bộ này chỉ còn có 550 mà thôi. Quý vị nhớ là đây những loại sản phẩm chúng tôi đến từ Hàn Quốc hết nha quý vị. Và Hát Nhân Sâm mà tẩm mật ong thì cũng là quý vị đi du lịch cầm rất là tiện. Ngoài ra chúng tôi có một loại Hát Nhân Sâm mà quý vị cũng thấy là mua rất là nhiều. Chúng tôi phải giải thích cho quý vị như thế này nè, có rất là nhiều nơi bán có loại Hát Nhân Sâm Đông Trùng Hạ Thảo Linh Chi giống như chúng tôi, nhưng giá rất là rẻ. Nhưng thưa quý vị, chúng tôi đó là những cái loại hàng mà chúng tôi biết rằng nó làm ở một cái xứ sở khác thưa quý vị. Còn cái loại của chúng tôi đó thưa quý vị là bây giờ chưa tới giờ gọi nha quý vị. Còn cái loại của chúng tôi đó là nó, đây là loại chúng tôi nhập thẳng từ Hàn Quốc nên cái giá nó cao, nên cái giá nó khác cái chỗ khác, nên chúng tôi có những sự bảo đảm là như vậy. Hát Nhân Sâm Đông Trùng Hạ Thảo Linh Chi giúp cho hết nám mặt, hết bị tàn nhang luôn cho phụ nữ, và cho đàn ông thì bổ gan, bổ thận, bổ da và bổ sức khỏe, tăng cường trí nhớ luôn thưa quý vị. Vẫn là hot sale của chúng tôi. Ngoài ra bác sĩ Kim, quý vị thấy bác sĩ Kim là bác sĩ đặc biệt có cái An Ngưu Hoàng Cung, bác sĩ Kim, bác sĩ đội nón đó, là ra cái loại nhung hưu, nhân sâm nhung hưu thưa quý vị, cho những người bị yếu chân yếu tay, những người bị xương khớp mà những người gân cốt và yếu đó thì dùng Hát Nhân Sâm này rất là tốt. Dùng loại sâm nhung hưu này rất là tốt. Và một hộp này chỉ có 150 Mỹ Kim mà thôi. Quý vị thấy là một hộp như thế này. Rồi bây giờ thì chúng tôi phải giới thiệu đến quý vị Hát Nhân Sâm nước. Chúng tôi cũng có Hát Nhân Sâm mà gọi là tốt nhất của Hàn Quốc thưa quý vị, được đóng dấu đàng hoàng. Và đồng thời một cái loại Hát Nhân Sâm mà chúng tôi đã được quý vị chiếu cố khá là nhiều đó, đây là Hát Nhân Sâm
tiểu đường, giúp cho quý vị uống mỗi ngày một gói sau buổi trưa ăn trưa đó, thì giúp cho đường xuống mà người lại khỏe mạnh, không có bần thần mệt mỏi. Ngoài ra chúng tôi còn sâm củ, hắc nhân sâm củ nguyên chất để quý vị có thể cắt ra xài theo ý quý vị muốn. Và đồng thời chúng tôi cũng có một loại sâm nữa, đó là sâm nam thưa quý vị. Sâm nam sẽ giúp cho để cho tăng cường sức khỏe của người nam giới đó. Thì sâm nam là sâm hoang dã, hắc nhân sâm, hồ mắc ca và nhiều chất khác lắm. Một cái hộp gỗ như vậy là 300 Mỹ Kim với 300 gram. Và quý vị mà thấy là uống vào là những người đàn ông sẽ rất là thích thú. Đó là hắc nhân sâm của chúng tôi. Bây giờ chúng tôi trở còn một loại cuối cùng mà chúng tôi quên nói đó, mấy kỳ rồi từng đó là sâm cà phê cho quý vị. Quý vị cà phê sâm. Cà phê sâm uống ngon lắm. Thấy mấy anh trong đây cũng lấy uống mà đến nỗi cái hộp của tôi nó rách te tua gì vậy mà không còn còn có 2-3 gói à. Mà không sao, hết chúc rồi đem vô nữa. Chúc em bị thử. Em cầm đi. Rất là thơm, giống như nó giống nó có cà phê sữa rồi trong đây. Tụi chị cũng hay uống lắm. Tụi chị uống nhiều khi trước buổi đó để cho nó tỉnh táo, không buồn ngủ. Mà nó lại bổ, đúng không? Có sâm. Bổ, có sâm không? Rồi, thưa quý vị, bây giờ thì trở qua Tân Tú Quỳnh. Tân Tú Quỳnh thì quý vị cũng biết rằng chúng tôi cũng có rất là nhiều sản phẩm để giới thiệu cho quý vị. Nhưng mà quý vị cũng nhớ rằng cái mà An Ưu Hoàng Cung vẫn là rất là tốt với An Ưu Hoàng Cung 30 viên đó. Để giúp cho quý vị để tăng cường sức khỏe mà giúp cho quý vị là cho những người bị có nguy cơ bị đột quỵ đó, để ngăn ngừa đột quỵ và có thể được những người đã bị đột quỵ thì nó sẽ phục hồi đột quỵ. Và những người bị nhức đầu, rối loạn tiền đình nhất và chóng mặt đó, quý vị nhìn 2, nhìn 3 là quý vị nhai một viên như thế này rất là tốt. Mà đã có rất là nhiều case của chúng tôi, nhiều người khách hàng đã dùng vô cùng tốt luôn nha quý vị. Nên An Ưu Hoàng Cung là một sản phẩm mà quý vị phải cần thiết. Chúng tôi có hai loại, bác sĩ đội nón và bác sĩ không đội nón. Ngoài ra, hôm nay thì chúng tôi sẽ dành cái giờ để nói về cái sản phẩm này thưa quý vị. Đó là sản phẩm về cái cái sản phẩm này là sản phẩm Nitro Tree. Chúng tôi gọi là nắp đỏ thần kỳ, chai nắp đỏ thần kỳ Life Beat và Nitro Tree là miếng dán đỏ thần kỳ. Đây là hai cái sản phẩm kết hợp với nhau, được giải Nobel năm 1998 về cái chất Nitro X3 này thưa quý vị. Chất này là gì quý vị sẽ vào trong Google đánh ra sẽ biết. Nó rất cần thiết cho cơ thể con người. Và ba cái điều hay nhất mà nó làm cho cơ thể chúng ta đó là đầu tiên đó, nó làm cho mạch máu của chúng ta sạch sẽ hết. Mạch máu chảy trong cơ thể, hàng ngàn mai trong cơ thể đó chạy về tim là nó ra khỏi tim là nó sạch sẽ vô cùng. Và mạch máu sau đó đó, những cái động mạch đó, những cái mạch máu nó giãn nở rất là tự nhiên để cho không bị nghẽn mạch máu ở đâu hết. Và đưa oxy lên, gọi là đưa lên trên não và vào phổi tột đỉnh luôn. Và để cho chúng ta cảm thấy, quý vị biết là chúng ta không có đủ oxy thì chúng ta sẽ thở sống rất là khỏe mạnh. Và những người tập thể thao, những người đi lao động nhiều nặng nhọc đó thì cần cái này. Một miếng dán vô lưỡi nha quý vị và uống một cái nắp này. Chỉ vậy thôi mà nó sẽ giúp cho quý vị vô cùng, ngay cả nó ngăn chặn đột quỵ, nó ngăn ngừa đột quỵ. Và nó, những người bị chóng mặt say sẩm như chị Lan mà chị thấy say sẩm đó, thì chị lấy một miếng này ra để trong túi rất là gọn nha. Đặt xé ra một miếng, đặt dưới lưỡi, nó mùi ngọt ngọt thơm thơm. Nó tan ra, 5 phút sau là chị thấy người chị bay bổng. Hai cái này dùng chung là người bay bổng. Nó giúp cho quý vị rất là nhiều. Và đặc biệt là ngăn ngừa nhồi máu cơ tim, ngăn ngừa bị đau tim, giảm huyết áp và ngủ thật là sâu. Mấy hôm nay chúng tôi luôn ngủ thật là sâu với cái này, là xài SD với cái này nữa đó. Tại đây là nhắm mắt chưa là không xài, biết gì luôn. Chị chưa có biết. Chưa thấy, chưa tin. Dạ, em sẽ đưa cho chị xài ha. Chị cứ ghé tìm em đi chứ. Ở đây em chỉ có một cái chai mẫu với cái miếng mẫu này thôi. Và thưa quý vị, một cặp như thế này thưa quý vị là 100 Mỹ Kim. 100 Mỹ Kim một cặp như thế này. Và mời quý vị đến với chúng tôi. Rất là vừa túi tiền mà xài đã lắm. Nó phải nói là tụi em phải kêu là nó thần kỳ là bởi vì nó đó. Ví dụ như cái này nè, cái chai này đó, nó là giúp cho cái vị đau nhức xương khớp gì nhiều, đau nhức xương khớp nhiều nhất đó và những cái đủ thứ vật phụ ngũ tạng đó. Thì cái loại này nó quan trọng nhất cho chúng ta đó là tim mạch, đầu óc, não và tim mạch và đồng thời là mạch máu của chúng ta đó, vô cùng tốt luôn, hơi thở thoải mái nhẹ nhàng luôn. Và thưa quý vị, cái file Life Fit này tính, thí dụ như cái chai này đó thì có 16 loại dược thảo. Còn chai này là 48 loại dược thảo, tinh chất của dược thảo mà để trái cây đó chị, 48 loại cây trái cây đó. Nó để cho chúng ta vô cho nó tạo ra cái chất Nitro X này nè. Nên chúng tôi gọi là cái loại thuốc đó, nắp đỏ thần kỳ. Đó, mời quý vị đến với chúng tôi. Và hôm nay chúng tôi không giới thiệu gì khác hết, chúng tôi không đủ giờ. Chỉ giới thiệu đến quý vị cái chai SD thần kỳ này. Quý vị nhớ bỏ trong đây, chà một giọt trong đây, bỏ lên đây, chà một giọt và uống một ly nước. Chỉ vậy thôi thì 800% của tuyến nội tiết tố đã vào cơ thể của quý vị và giúp cho quý vị ngủ ngon, không bị đau vai như chúng tôi luôn mà chị Trang Thanh Lan.
chị không còn bị giật mắt, chung tối lưu không còn bị gọi là trào ngược axit dạ dày, chị Bí Linh không bị vọt bẻ. Những người bị loãng xương, vọt bẻ, những người bị gao, bị mất ngủ, bị hay bị gọi là méo miệng, giật mắt và đủ thứ sẽ rất là giảm thiểu rất là nhiều cho quý vị nhé. Quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số điện thoại 7146127309. Quý vị lấy máy ảnh chụp nhé, tại Tân Tú Quỳnh, với số điện thoại và website tântúquỳnh.com. Hoặc là vào Thúy Nga, và Thúy Nga Paris Canada, ở vùng Canada thì đến với Thúy Nga. Tại Việt Nam đến với cô Vân, chúng tôi còn nhiều sản phẩm khác nữa. Và mời quý vị vào website tântúquỳnh.com để xem nhiều sản phẩm khác mà chúng tôi không thể giới thiệu trong chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ để dành thời giờ để hát, và mời chị Trang Thanh Lan. Hôm nay Trang Thanh Lan sẽ kính tặng quý vị một ca khúc của nhạc sĩ Đỗ Thu gửi về anh. Gửi về anh một lá thư em viết bên đèn khuya, thời gian len len đi mãi không ngừng, đêm tối mơ hồ. Ngày anh đi mang theo vạn niềm nhớ, mang biết bao ân tình, nhìn anh thấy giận hờn, có cây cũng u buồn, riêng một mình em đau đớn xót xa. Ngồi nhìn trăng vào bóng mây, em nhớ anh của em. Thời gian năm trước ai nỡ chia lìa đôi lứa chung mình. Mộng lòng ơi, nơi kia trời lạnh lẽo, anh biết không em chờ, mà anh vẫn chưa về, để năm tháng ngơ thờ, đêm này là bao. Trong nắng xuân hoa thắm rơi bên thềm, dìu đón bước anh đi nhịp cổ nối liền, vầng trăng trong sáng dòng sông thôi hơn hoa, nối tiếp em mơ nhiều, anh với em tay nắm tay đi vào tình ái kết hoa thơm. Kìa mùa xuân pháo hồng, hồng như đôi má mỗi khi nhìn anh. Ngồi nhìn trăng vào bóng mây, em nhớ anh của em. Thời gian năm trước ai nỡ chia lìa đôi lứa chung mình. Mộng lòng ơi, nơi kia trời lạnh lẽo, anh biết không em chờ, mà anh vẫn chưa về, để năm tháng ngơ thờ, đêm này là bao đêm nhớ về anh. Em mơ thấy anh về trong nắng xuân, hoa thắm rơi bên thềm, dìu đón bước anh đi nhịp cầu nối liền, vầng trăng trong sáng dòng sông thôi hơn hoa, nối tiếp em mơ nhiều, anh với em tay nắm tay đi vào tình ái kết hoa thơm. Kìa mùa xuân pháo hồng, hồng như đôi má
tươi như hoa vậy đó. Cái vấn đề là mấy chục năm, bao nhiêu năm chị Trang Lan hát vẫn như ngày xưa. Chị, tuyệt chị, vời. I love this song. Em thích cái bài này lắm. Nhờ uống sâm đó vậy. À uống sâm, cái nhà uống sâm, nhà uống sâm. Em thích bài này. Thưa quý vị, bây giờ để kết thúc chương trình, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài hát mang tên rất là dễ thương của nhạc sĩ Phạm Duy, Cây đàn bỏ quên. Chứ không phải 5.000 bỏ quên. Tí nữa nhớ hát 5.000 bỏ quên nha. Thôi. À, anh nói đi, xong rồi anh hát. À, thì anh đè với anh đi. Dạ. Uh-huh. Rồi, anh đè với anh. Hôm xưa tôi đến nhà em, ra về mới nhớ rằng quên quên cây đàn. Tình đàn, tình đàn. Đêm khuya thao thức mơ màng, chờ mai tìm đến cô nàng ngây thơ. Hôm sau tôi đến nhà em, cây đàn nằm đó, nhưng em đâu rồi? Tình đàn. Bông hoa trên phím tươi cười, người tiên tặng đóa hoa đời xinh. Đàn tình ta đêm về say đắm, tôi nâng niu hoa tàn tình ta, rồi bông hoa úa vàng tình ta, lòng tôi vẫn vương nhớ người hay nhớ hương. Đàn ôm thôi cứ lên tiếng than, hãy cứ gieo nỗi hoan trên đường lên viễn phương. Tình ta. Người ơi, tôi thường hay muốn biết, với tình hoa thắm thiết, yêu tôi hay yêu đàn, yêu tôi hay yêu đàn. Đàn tình ta đêm về say đắm, tôi nâng niu hoa tàn tình ta, khi bông hoa úa vàng tình ta, lòng tôi vẫn vương nhớ người hay nhớ gieo nỗi oan trên đường lên viễn phương. Tang tình ta. Người ơi, tôi thường hay muốn biết, với tình hoa thắm thiết, yêu tôi hay yêu đàn, yêu tôi hay yêu đàn. Tình ta. Yêu tôi hay yêu đàn. Yêu tôi hay yêu đàn. Tình 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 ta, tình ta, tình 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 ta. Trời ơi, tình với hai người tình tứ ghê quá tình, nha. Quá tình. Lâu lắm mới được dịp với bộ. Nghiêng ngả lẳng lơ. Thế anh ơi, chúng ta hết giờ rồi, em gửi một lời chào nhanh cho tất cả quý khán thính giả. Dạ vâng, trước hết là em cảm ơn quý anh chị đã mời em tới để mà cùng vui với các anh chị trong chương trình Chuyện Phố Phường. Thôi anh cảm ơn quý vị rất là nhiều, quý vị đã theo dõi chương trình và mong là quý vị sẽ luôn ủng hộ chương trình Chuyện Phố Phường. Và cảm ơn quý vị đã nghe Thúy Anh hát. Xin kính chào quý vị ạ. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị vào thứ hai tuần tới. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Việt Face TV.